Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Cảm ơn các bác đã đồng hành cùng với shop em trong suốt thời gian qua. Để đáp ứng lại cái tình cảm của các bác thì em luôn luôn đi tìm kiếm những cái mặt hàng mới hữu ích để về phục vụ các bác nhé. Đấy, hàng thì em luôn luôn cập nhật hàng mới liên tục về để phục vụ các bác nhu cầu thiết yếu của các bác nhé. Đấy, hàng rất là nhiều luôn. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với shop Phạm Huấn. Đây. Sau đây em đi giới thiệu chi tiết một số mặt hàng mới mà bên em mới cập nhật nhé. Bác nào mua hàng thì có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em qua ba số điện thoại trên màn hình đây. Đấy. kết bạn Zalo gửi hình ảnh cho em hoặc là nhắn tin. Đấy, lưu ý các bác một điều rằng thì xin cảm ơn các bác đã ủng hộ bên em. Nhưng mà bác nào đã nhắn tin thì đừng gọi điện mà bác nào đã gọi điện thì đừng nhắn tin để tránh cái trường hợp chúng em gửi hàng đi hai lần các bác nhé. Dạ vâng. Đây điện thoại để đặt hàng đấy ạ đây, đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác cái dòng bấm móng tay đây em ký hiệu là M1 đấy một bộ của nó rất nhiều chi tiết luôn nha các bác nhé. ba cái bấm mà, to nhỏ khác nhau đấy rồi kìm nhặt da kéo tỉa lông mũi rồi rũa rồi nhíp đầy đủ lấy giấy tay chọn bộ luôn đấy rất nhiều chi tiết được đựng trong cái bao da rất xịn sò nhé. đây các bác quan sát nhé bao da rất là xịn sò cái này thì em đang bán là giá là 150 000 Đấy, đây giá 150 000 Nhưng mà tri ân khách hàng đầu năm thì em bán cho các bác 130 000 nghìn với em này nhá. Đấy 130 000 nghìn mà em thì các bác bảo là cho anh một cái bộ móng tay M1. Đấy, giá là 130 000 nhá. 130 000 Em chỉ bán với cái giá này trong vòng một cái tuần đầu tiên thôi. Còn sau này nó sẽ trở về giá là 150 000 nghìn Đấy. Đây, đây 130 000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái bộ khẩu B34 Đấy, Các bác quan sát là từ chi tiết đầu nối rồi là các tay cầm các thứ nhá đấy cho các bác à, anh em là chế cháo sửa chữa đấy máy móc rồi dụng cụ các thứ đây bộ về bộ B34 290.000 mà em B34 290.000 mọi em nhé các bác nhá đấy B34 290.000 em rất nhiều luôn nhé. đầy đủ luôn đấy, giờ em giới thiệu cho các bác cái uh, con dao siêu tầm này đấy hàng rất chất luôn nha các bác nhé hàng được bọc trong cái bao rất xịn sò à, đây, có quan sát này đây, đựng trong một cái bao rất xịn sò luôn nhé các bác nhé Colombia luôn đó hàng của Mỹ luôn nha các bác nhé đấy con này là con dao siêu tầm này hàng rất là xịn sò luôn đó, con này thì em ký hiệu là con A9 Con A9 nhá, giá 450 nghìn Giá 450 nghìn mà em này nhá đấy, Con dao siêu tầm đấy Cho các anh em nào thích siêu tầm Rồi trưng bày Đấy, hoặc sử dụng con này hàng rất là xịn xò luôn Cán, liền, chui cầm rất là nặng luôn đấy Dùng xong thì các bác bỏ trong cái bao này cho em Đó Con này là em ký hiệu là con A9 Hay là các bác bảo cho anh con dao siêu tầm Đấy, thì con này giá là 450 nghìn nhá 450 nghìn mấy em này đấy giá 450 nghìn mà em giao siêu tầm này nhé đó, hàng rất xịn sò luôn đó Để tiếp em có cái uh, bộ có lên mở lết này đó, có lên vào lết nhé đựng cũng đựng trong bao da rất là xịn sò luôn đó. cái này nó có rất nhiều tác đấy, con này nó có rất nhiều tác dụng nhá đây là có dao này các bác uh, sẽ rút ra rồi, em tiếp theo em giới thiệu đây vẫn là cái, cái cờ lê này ta đa đang ký hiệu là con A tám bốn nhá con này nó có rất nhiều chức năng này các bác này các bác quan sát nhá đây chức năng đầu tiên của nó là kìm này đấy kìm như các bác bóp vào đây sẽ thành kìm này dao rồi này. <cười> <cười> con này thì em ký hiệu là con A 8 hay các bác gọi là cờ lê kìm cũng được đấy thì nó rất nhiều chức năng đầu trên này là cờ lê này các bác này rồi là tô vít này tô vít đây nó có ba cái tô vít này các bác đẩy ngược lên nhá, các bác đẩy ngược lên này và các bác cắm vào đây. Đấy, các bác cắm vào đây nhá. Đấy, thì sẽ là thành tô vít nó rất nhiều chức năng. Ví dụ cái này các bác có thể bỏ trong cốp xe. Ừ, đấy. Trong cốp xe đi đường thì nó có rất nhiều chức năng, sửa chữa cờ lê rồi tô vít rồi là dao rồi kìm đấy. Rất là nhiều chức năng nhá các bác nhá. Đó. Đấy, dùng rất là siêu xịn sò luôn Đấy, hàng của Nhật luôn nhá Đấy, cái này thì uh, hàng này nó rất nhiều Thôi cái này em gọi là cờ lê đa năng đi Cho nó dễ gọi để nó tránh nhầm lẫn nha các bác nhá Đấy, các bác bảo là bán cho anh một cái cờ lê đa năng Hoặc là cái con A8 giá là 400k Đấy, được đựng trong những cái bao da này Bao vải này rất là xịn sò đấy Bỏ trong cốp xe mình đi dã ngoại hay là đi làm bất kể cái gì đấy Thì nó rất là tiện Ví dụ xe cộ có hỏng hóc hay cái gì đó dọc đường Thì mình sẽ lôi em này ra để sửa chữa nhé Rất ngon lành cành đào luôn Đó 400.000 mấy em cờ lê đa năng này nhá Đó 400.000 mấy em cờ lê đa năng Tiếp theo thì em uh, giới thiệu cho các bác cái dòng uh, Tiếp theo giới thiệu cho các bác cái dòng xẻng này Xẻng đấy, Xẻng bộ độ đấy, Xẻng đa năng Rất nhiều chi tiết luôn đó đây đây các bác nắp vào nó dụng cụ của nó gồm như này nhá đó đây là em nắp chọn thành một cái xẻng này đây này tô vít này đó tô vít này các bác nắp vào đây này Đấy, nắp theo hình rất nhiều đó cái này thì các bác có thể dùng hình xẻng hoặc có thể thành cuốc này các bác bị nó xuống xoay nó xuống thì nó sẽ thành cái cuốc đây là dao nhé có dao nhé và nó có cả hệ thống đánh lửa luôn Đấy, hệ thống đánh lửa luôn nha các bác nhá đây, đây con dao thì các bác lại nắp vào Đấy, rất là tiện luôn Đấy, dao mình nắp vào Đấy, đi rừng hay đi dã ngoại thì các bác mang theo em này thì quá tiện lợi luôn nhá vừa thành xẻng vừa thành cuốc rồi vừa có hệ thống đánh lửa rồi có cả dao bên trong nhé các bác nhá đó dao bên trong luôn đây em đo thử cho các bác nhá đây xẻng này cán của xẻng dài là 70 73 cm nhá. Đây. Còn lưỡi xẻng thì nó dài khoảng 20 cm. rất tiện lợi nhá. Đấy. Chia làm mấy chia làm bốn đoạn nhá. Đấy, có cái hệ thống đánh lửa này, có búa phá kính này. Đó, búa phá kính nhá. đầu này là đầu phá kính này các bác này. Đầu này là đầu phá kính này. Đấy, đầu phá kính này rồi có hệ thống đánh lửa này Đây. rất là tiện nọ rất là hot nhé các bác nhé đó các bác thích thì các bác uh, cho gọn vào các bác nhé đây là hệ thống đánh lửa đánh lửa thì các bác sẽ tháo cái này ra đấy cái này các bác đánh lửa bằng con dao đó đấy À, lưỡi xẻng thì nó có cả cưa và cây cả... nhá cưa này. Đấy, cưa đây nhá các bác nhá đấy, chặt cây đấy. đây các bác thích cưa thì cưa bằng em này còn cái này chặt cây cối này đấy cái lưỡi cưa này của nó dài 10 cm nhá lưỡi cưa dài 10 cm đấy đi rừng đi rú không cần dao dựa gì cứ cái này các bác chặt cây chặt cối rồi đi dã ngoại cho em đó đấy. con này em bán giá là 430.000 nhé 430.000 mà em xẻng đa lăng này nhá đó, 430 000 mọi em xẻ hàng đa năng. Đó, các bác nhá. 430 000 mọi em. Đấy. À, rất nhiều luôn. Đấy, rồi tiếp theo em giới thiệu cho các bác cái dòng uh, uh, nạo, nạo đa năng của Đức nhá. Hàng này thì trước Tết thì em uh, đã hết rồi. Đấy, hôm nay vui về được có vài chục cái thôi, các bác nhanh tay. Đây. Con này thì nó vừa lạo sợi này, vừa lạo vỏ này, rồi gọt đầu quả này. Đấy, đa năng cái này gạo của Đức nha các bác nhá nạo đa năng của Đức con này em đang bán 120.000 đấy nhưng mà chiên khách hàng à, thì em bán 100.000 nhá các bác bảo cho anh một cái nạo tròn đa năng thì giá 100.000 nghìn. 100.000 nghìn con đấy còn bác nào mà không thích dùng đa năng thì các bác à, dùng gọt vỏ bình thường cho em đây con này cũng của Đức luôn nhá các bác nhá đó con này thì em bán giá 100 nhưng mà đầu năm thì bán 80.000 đấy 80.000 vì hàng nó rất chất, bán giá giảm một chút để cho các bác thử nghiệm với cái chất lượng của nó nhé. Đấy, siêu sắc này. Inox 304 sáng bóng luôn. Đấy, đây là con đạo thường. Thì các bác bảo cho bác cái anh một cái lạo thường hay cho cô một cái đạo thường. Thì giá là 80.000 một em. Đấy, rồi em về được cái lô nếp mài dao kim cương này. Nôm nếp mài dao kim cương nhé. Cái này các bác rất là nhỏ gọn, dùng xong rồi cho vào cái hộp dao cũng được. Rất là tiện, mài qua đã sắc rồi luôn. Đấy, con này thì đang bán 200. Nhưng hôm nay bán xuống 170.000 nghìn. 170.000 nghìn một em nếp Mài dao kim cương 170.000 em nếp mài dao kim cương Rồi là Em có cả cái kéo cắt ống nước này Đấy thì vẫn có hàng vẫn đủ Đấy cái kéo cắt ống nước này Thì em có hai cái Đấy Loại nhỏ thì là ống 42 trở về Thì em vẫn bán là 150.000 Còn cái này là ống 63 Đó Cái này là cái to là ống 63 còn cái bé là ống 42 thì là 150 nghìn đấy còn cái này là ống 63 thì giá ký hiệu là con a10 cũng được hay là các bác bảo cho anh một cái kéo cắt ống nước 63 là giá là 250k đấy đấy khi mà các bác đặt hàng thì các bác nhớ nói giúp em rõ là ống 42 hoặc ống 63 để tránh cái trường hợp em gửi hàng nhầm các bác chỉ bảo là cho anh một cái kéo cắt ống nước đấy nhưng mà nhiều khi bọn em bên nhân viên hiện nay nhiều việc người ta không thể nhớ ra là hỏi lại các bác là ống 63 hay ống 42 đấy thì các bác nói rõ giúp em đấy em cảm ơn các bác đấy thì như thế thì để nó tránh cái trường hợp nhầm lẫn các bác nhận hàng nó mất thời gian mà bọn em đóng hàng thì nó cũng mất thời gian và mất tiền ship gửi đi gửi về đấy thì các bác lưu ý là nếu mà các bác mua kéo cắt ống dao các ống nước thì cứ bảo cho anh cái ống 42 giá là 150.000 còn ống 63 là giá 250.000 nhá để nó khỏi nhầm lẫn nhá Dạ vâng thì em giới thiệu cho các bác cái dòng kẹp mát này đấy cho bác các bác hàn xì này đó cái này dùng rất chuyên dụng luôn đó hít lâm châm này nha. đấy nhá đấy đây đấy nó hít đấy khi mà các bác ví dụ hàn sắt thép này các bác hít nó vào đấy nó siết chặt nó sẽ không bị di chuyển đó thì em có hai dòng đấy thì các bác bảo là cho anh cái kẹp mát đơn cái đơn thì em bán là giá là 100 đôi là 150.000 nhá đấy kẹp đơn là 100 đôi là 150 nghìn đấy các bác hỏi cho anh một cái kẹp mát đấy đây các bác sẽ đấu cái dây mát nó vào cái đầu đồng này đấy đấy đấu vào đây nhé các bác nhé dùng nó rất là an toàn và tiện lợi luôn đó cái này phục vụ cho các bác anh em hàn xì chế cháo đấy hoặc gia đình nhà mình có những cái máy hàn mini đấy thì mình sẽ dùng cái này nó rất là an toàn và rất là tiện dụng nhá đấy kẹp mát đơn và kẹp mát đôi đơn thì 100 mà đôi thì trăm rưỡi đấy các bác mua hàng thì cũng để ý cho em bảo là cho anh cái đơn hoặc cho anh cái đôi để tránh cái trường hợp gửi hàng nhầm nhá dạ vâng rồi tiếp theo thì em về được cái một ít cái lô móng tay đây lô móng tay của đức thì vẫn như những cái video lần trước thôi đấy em có cái dòng bộ 3 và bộ 1 đấy đều được hàng của đức nha các bác nhé đựng trong hộp nhôm rất là xịn sò luôn đó đây nha các bác nhé đó đây. Bộ 3 móng luôn, bộ 3 móng to nhỏ vừa. Đấy. Đây là bộ 3 này em bán là giá là 250 000 Còn cái bộ đơn thì bộ đơn thì em bán là 120 000 nhé các bác nhé, cũng đựng trong hộp như này rất là xịn sò. Em bóc tem cho các bác xem, Đọc đập hộp nha, mới tinh luôn. Đây. Đựng trong hộp rất là chỉ sò luôn nhá đơn này đấy đơn đấy thì cái này nó gồm một bấm và một rũa đấy một rũa này đó các bác là thích dùng ít dùng rũa dùng bấm thì các bác dùng em một này cho em còn nếu mà dùng nhiều thì dùng em ba kia đó em một này thì giá là 120 trăm hai nhá em ký hiệu là con m 3 đấy nhà em thì có ba mẫu bấm móng tay các bác lấy mẫu nào thì các bác đây. 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 đây là M1 M1 thì đang bán là 150.000 Thì bán cho các bác 130.000 Còn M2 M2 là ba cái Móng tay của Đức đây Thì là giá là 250 Và có em M3 M3 này là giá là 120.000 Đấy các bác mua hàng thì cứ đọc lên là cho anh cái móng tay M1, M2, M3 Thì để nó khỏi ngầm lẫn nhá Đó. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng bơm xe Hôm nay em lại về được cái lô bơm 2 ti màu xanh này nhá. Đó. Thì à, bơm thì nó cũng về theo lô thôi các bác ạ. Lần thì về à, có lô nó về lô màu xanh, lô màu đen hoặc lô màu cam, đấy là tùy theo từng lô. Đấy còn chất lượng thì nó như nhau, không khác gì cả các bác ạ. Nên là các bác yên tâm. Ví dụ hôm nay các bác xem cái video mà bơm xanh nhưng mà hết cái lô đấy rồi thì em gửi màu cam hoặc màu đen thì các bác cũng không phải thắc mắc đâu tại vì chất lượng nó như nhau. Ừ, bên kia người ta gửi theo lô nào thì em sẽ gửi lô đấy cho các bác nên là tránh trường hợp nhiều bác gửi xem cái video lô bơm xanh nhưng mà lúc đấy em hết cái màu xanh thì em gửi cái màu cam thì các bác lại bảo không phải không đúng cái hàng tôi đặt chất tượng thì đều như nhau các bác ạ đều là dòng hai t này đấy có đồng hồ đo này đó hàng mới đi ra ban luôn nha các bác nhé đấy hơi rất nhiều cái dòng hai t này thì nó có đồng hồ đo này đến 10 ký này đó và cái này bơm ô tô, xe máy, xe đạp thoải mái nha các bác nhá. Đấy các bác dùng có thể tiện dụng cho trong cốp xe mình đi lại nó rất là thuận tiện hoặc là gia đình này bây giờ còn nhà nào cũng có con cái đi học ấy thì nó có cái này thì nó rất là tiện. Xe nó non hơi hay hết hơi thì mình bơm một cái được ngay, không phải mất thời gian dắt ra cửa hàng nhá. Mà một cái đầu bơm này nó ra được 5 vòi này. Bơm xe máy, bơm ô tô rồi bơm bóng rồi các kiểu đây nhá, đầy đủ này. Đó, hàng nó rất là bền, siêu bền luôn. Đó, dây này. Đấy. Rất là dây rất là chắc chắn xịn sò nhá. Đấy thì em bán cái em bơm này là 350 000 mà em. 350 000 mà em. Đấy. Riêng em bơm này nếu các bác lấy nguyên một cái bơm thì em cũng uh, thôi miễn phí ship cho các bác. Đấy, tính là 350 000 Đó nhé các bác nhá, 350 000 em bơm. Đấy, hôm nay thì em về đường lô bơm xanh. Đấy. Đấy, 350 000 một em bơm này nhá. Cái dòng uh, tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng khò ga. Đấy, khò ga thì nhà em giờ hiện giờ là có 3 mẫu tất cả. Đó. Thì cái dòng bé nhất này thì cái kho ga trắng, em gọi là khò ga trắng cũng được hay là khò ga bé đấy. Thì nó là giá của nó là 100.000đ mấy em nhá. 100 nghìn đ mấy em kho ga trắng này, đó. Rồi tiếp theo là cái em kho ga lớn hơn. Đấy là 150.000đ mấy em, đó. 150.000đ mấy em. Hai cái em này là tất cả là chức năng là tự đánh lửa hết nhá các bác nhá. Đấy. Đây có lúm uh, điều chỉnh này, to nhỏ đấy tùy theo tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của các bác các bác chỉ cần nắp bình ga vào đây và bật lên như kiểu là cái bật lửa kho là xong đấy còn to nhỏ thì tùy các bác chỉnh đó thế nhá đấy tùy các bác chỉnh to nhỏ này đó rồi tiếp theo có một cái kho ga đồng này đấy cái này thì nồi đồng cuối đá luôn siêu bền luôn đó đấy, các bác cũng nắp ga và nắp bình ga vào đây đấy và bật lên thôi nhưng mà cái này thì một điều là nó không tự đánh lửa nha các bác nhá không tự đánh lửa đấy các bác phải mồi nữa cái khò ga đồng này nhưng mà nó siêu bền luôn. Đó, siêu bền luôn nhá. Đó, rất là bền luôn đấy. Các bác nhà, nhà có chế cháo sửa chữa hay là tất cả các gia đình mình đều có thể sử dụng được. Đấy. Vì bây giờ các bác ví dụ chế biến món ăn hay là mua cái chân giò trên giếc về nó có rất nhiều lông hay là muốn thui đi thì dùng cái này. Đấy, rất là sạch. Sẽ gọn gàng, nhỏ gọn sạch sẽ nhá. Đó, khò ga thì em có 3 mẫu. Đấy. Rồi tiếp theo có cái vòi vòi xịt hơi này, vòi xịt hơi của Kabushi của Nhật này, đó. Đấy rửa xe hay cái gì đấy, các kiểu luôn. Em này thì em bán là 100 000 một em nhá, 100 000 một em vòi xịt. Vòi xịt rồi có cả cái bình xịt nhớt này các bác này. Đó, bình xịt nhớt nhá. Cái bình xịt nhớt này thì giá là 50 000 một em, 50 000 một em bình xịt nhớt này nhá các bác nhá. 50 000 một em bình xịt nhớt này. Đó, 50 000 Vòi xịt hay là gọi là súng xịt là 100 còn bình xịt nhớt là 50 nghìn đó bình xịt nhớt 50 nghìn nhé rồi tiếp là em có cái dòng ổ đúc cao su này đó cái này này siêu bền luôn bây giờ bắt đầu vào mùa là mùa xây dựng chiến các công trình thì các bác dùng cái này cho em đấy cái này đập không vỡ luôn đập không vỡ lém không vỡ luôn không xi si nhê gì nha các bác nhá đó thì em có hai dòng dòng 5 chân và dòng 3 chân đó dòng 3 chân này thì có đèn dòng 5 chân thì không đèn đấy thì có thể cắm ổ tròn ổ dẹt được hết đó đấy cái này thì em bán 60.000 một một em này nhá các bác thích dùng loại ba chân hay năm chân thì tùy đấy các bác mà cho cái ổ ba chân hay ổ năm chân đấy đi kèm với nó sẽ có fix này fix này cũng là dạng đúc này đấy rất là bền này cái này chịu tải tốt này đấy công suất lớn ví dụ những cái máy móc công suất lớn thì dùng cái này cho em đấy nó rất là bền luôn đó đấy. cắm vào đây Đấy, ổ nó rất là chặt nhá Cái này cắm thì nó để tránh cái trường hợp bị mo ve hay là bị ấy thì nó ảnh hưởng đến thiết bị Đấy, nó rất là chặt Đấy, ôm cắm rất là sướng luôn nha các bác nhá Đó, cái dòng ổ đúc cao su nhá Đấy, hàng thì em cũng còn rất nhiều luôn Đấy, nhưng mà thời gian thì nó có hạn thôi Thì em chỉ giới thiệu sơ qua cho bác Một số cái mặt hàng mới bên em mới cập nhật Còn những mặt hàng cũ thì lúc nào em cũng hàng vẫn đầy đủ để phục vụ các bác nhé lúc nào cũng đầy hàng. Đấy, không lúc nào thiếu nên là các bác nào có nhu cầu mua tất cả các mặt hàng nào thì cứ liên hệ với em qua ba số điện thoại trên màn hình đây. Đấy, em ship code toàn quốc nhá. Đó. Các bác à, mua hàng nếu đơn hàng từ 300 chuyển khoản thì miễn ship, còn đơn hàng thanh toán từ 400 trở lên thì uh, thanh toán trực tiếp thì với miễn ship. Đấy, có những cái đơn hàng mà một sản phẩm thì không miễn ship nhá, một sản phẩm thì em không miễn ship. Ví dụ một sản phẩm có giá từ 5 600 hoặc ví dụ như quận dây điện cái thứ thì em cũng miễn ship nhưng mà những cái đơn hàng như thế thì em cũng chỉ thu thêm các bác 20 000 tiền ship thôi, gọi là hỗ trợ cùng em thôi. Chứ còn những cái đơn hàng lớn như cái thùng đồ nghề hay quận dây điện ấy nó như những 4 5000 000 tiền ship nhưng em cũng tất cả chỉ thu của các bác 20 000 thôi. Đấy. Cảm ơn các bác rất nhiều đã đồng hành uh, shop em trong thời gian qua. Đấy thì uh, để đáp lại những cái tình cảm của các bác thì em luôn luôn đi tìm hiểu những cái mặt hàng mới về để phục vụ các bác đấy các bác vừa lướt qua kênh thì đừng tiếc em một nút like hay một nút chia sẻ để cho mọi người biết đến kênh của em hơn đó thì cảm ơn các bác rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau